Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 16 tới câu 18. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Lời Chúa trên đây đang nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong cuộc sống hàng ngày, là phải trở nên ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng cuộc đời chúng ta được Chúa Giêsu dạy là phải đặt trên đế cao để mọi người đều nhìn thấy. Ở đây không phải là hình thức phô trương khả năng và việc làm, nhưng một khi sống theo lời Chúa dạy thì ánh sáng cuộc đời chúng ta tự nhiên sẽ có sức lan tỏa, luôn phản ánh lời nói và việc làm như Thầy Giêsu trong cung cách của mình. Chúa Giêsu nói: "Thầy là ánh sáng thế gian." Người môn đệ khi đi theo Chúa Giêsu luôn được kêu gọi phải trở nên ánh sáng như Thầy của mình. Bởi vì Chúa Giêsu không đào tạo người môn đệ trở thành kẻ gieo bóng tối tiền bạc, hưởng thụ, ích kỷ, thành kiến, đam mê lạc thú, vân vân. Xin mẹ Maria nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa. Xin mẹ giúp chúng con biết chọn lời Chúa. Gương sống của Chúa là bài học duy nhất để chúng con luôn trở thành ánh sáng cho thế gian.